Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện và tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cùng với thánh đế khổ tập diệt đạo kia không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không vân vân làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát không và tánh của pháp môn giải thoát không là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp môn giải thoát không cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện và tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc kia không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không vân vân làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát không và tánh của pháp môn giải thoát không là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp môn giải thoát không cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện và tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ kia không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không vân vân làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát không và tánh của pháp môn giải thoát không là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp môn giải thoát không cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện và tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện
cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo kia, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không vân vân làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không vân vân làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát không và tánh của pháp môn giải thoát không là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp môn giải thoát không cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện kia, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện và tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện kia, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không vân vân làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không vân vân làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát không và tánh của pháp môn giải thoát không là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp môn giải thoát không cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông kia, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện và tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông kia, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không vân vân làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không vân vân làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát không và tánh của pháp môn giải thoát không là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp môn giải thoát không cùng với 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng kia, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này Khánh Hỷ, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện và tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện
cùng với 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng kia, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không, vân vân làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không, vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không, vân vân làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Hết quyển thứ 121.